đi khắp nước non mình, đâu cũng đẹp như tranh. Tạm biệt Hà Giang, tạm biệt vùng cao nguyên bình dị cuối trời Bắc. Chúng tôi, ekip thực hiện chương trình ra về, mang trong mình những tâm trạng bồi hồi sao xuyến, thêm chút nhớ nhung đầy vơi về mảnh đất hiền hòa hiếu khách nơi đây. Tạm biệt Hà Giang, tạm biệt chợ phiên Đồng Văn với những nét văn hóa, tạm biệt ngôi nhà trình tường với lối kiến trúc truyền thống của người Mông, tạm biệt tiếng khèn gọi bạn giữa núi rừng thiên nhiên hùng vĩ. Chúng tôi hy vọng sau khi xem chương trình, trong mỗi quý vị và các bạn sẽ dành riêng cho mình những cảm nhận, những cảm xúc về Hà Giang. Tiếp theo xin mời quý vị các bạn đón xem những chuyến hành trình lý thú với những địa danh hấp dẫn trên dải đất hình chữ S vô cùng xinh đẹp của chúng ta, để được lại cùng nhau khám phá, trải nghiệm và chinh phục. Ai về thăm quê hương tôi, nơi biên cương là đây, có đường đi trên mây lên tới cổng trời. Đây Hà Giang, đây Hà Giang quê chúng tôi. Ngắm vùng cao giờ đang thay đổi mới, những nhà máy lại băng vòi tầm, tiếng nhạc mưa đi theo nguồn vàng về Yên Điền, vui chợ Yên. Ôi đẹp sao, đây Hà Giang quê tôi đang đổi mới. Hà Giang thấy nhau trong tầm mắt, gặp nhau mất nửa ngày. Mỗi khi được ai hỏi về vùng cao Hà Giang, bà con ở đây vẫn thường bảo nhau như thế. Vậy cũng đủ thấy mảnh đất nơi địa đầu Tổ quốc này có địa hình đặc thù đến nhường nào. Hà Giang là một tỉnh miền núi biên giới cực Bắc của Tổ quốc, phía Bắc sát Trung Quốc. Hà Giang là một quần thể núi non hùng vĩ, địa hình hiểm trở, có độ cao trung bình từ 800 đến 1.200 mét so với mực nước biển. Nơi cao nhất là đỉnh Tây Côn Lĩnh, cao 2.419 mét. Điểm đặc biệt là ở Hà Giang, đất không rộng lắm, nhưng mật độ tập trung các ngọn núi cao khá dày đặc và được chia thành 3 vùng rõ rệt. Vùng cao núi đá gồm các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quảng Bạ. Vùng cao núi đất gồm các huyện Xín Mần, Hoàng Su Phì và vùng thấp gồm các huyện Vị Xuyên, Bắc Quang, Bắc Mê, Quang Bình và thị xã Hà Giang. Trong bút ký Trở lại Mèo Vạc năm 1991, nhà văn Nguyên Ngọc đã ghi lại ấn tượng khi đến với Hà Giang thế này: một cao nguyên đá mênh mông, trùng điệp lôi nhô lởm chởm, cuồn cuộn hàng triệu đợt sóng đá dồn dập như những bức tường thành đá vô tận, nhọn hoắt, sắc lẹm, nham nhở, lở lói, khô cằn, khắc nghiệt. Đá, 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 bạt ngàn, hút chân trời. Nếu như mũi Cà Mau, mảnh đất chót cùng của Tổ quốc, có bãi bồi rộng mênh mông vươn ra biển, thì huyện Đồng Văn ở Hà Giang điệp nhô ra cao nhất trên bản đồ đất nước, có đến 85% diện tích là đá. Tuy nhiên, ở đây đá không thắng được ý chí con người. Những mùa ngô, mùa lúa vẫn nối tiếp nhau phủ màu xanh trên triền đá xám. Đá xếp thành ruộng bậc thang đã giữ lại vài súng đất nhỏ nhau giữ giọt nước. Ông đâu qua được ngay sẽ bao nhiêu cân nào? Thân hình hoàn toàn bình thường hay không bình thường? Ông đứng thử nào. Chắc là tụt cân. Ôi ông Quang 81 cân rồi. 83. 83 cân. 81 cân rưỡi. 81 cân rưỡi chiều vậy. 81 cân rưỡi. 53 cân. 54 cân. 54 là chắc bằng 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 dụng đúng không? Không thấy không? Đồng Văn đã nhận danh hiệu anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Đó là sự ghi nhận cho nghị lực và sức sống đang phủ màu sáng tươi trên vùng đất nơi địa đầu Tổ quốc. Mùa xuân trên vùng cao Hà Giang như một bản sao cường của những sắc màu rực rỡ mà mẹ thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho con người nơi mảnh đất còn nhiều gian khó này. Mảnh đất nơi địa đầu Tổ quốc bước vào mùa xuân như thay một màu áo mới, đẹp hơn, tươi trẻ hơn.
Không phải ngẫu nhiên mà cao nguyên đá Đồng Văn được mệnh danh là xứ sở của tuyết trắng, đào phai và hoa mận. Khắp các bản làng xa xôi, giấc hoa đào hồng thắm nở bung đón nắng mới. Mùa xuân đang len lỏi qua những dặm núi cao, tỏa khắp những con đường vào tận trong những bản làng xa xôi nhất. Những năm trở lại đây, du lịch theo mùa hoa đang trở thành một xu hướng được nhiều người yêu thích và các công ty du lịch đã chọn đây là hướng kinh doanh đầy sáng tạo. Cũng vì vậy mà mỗi năm cứ đến mùa hoa đào nở thì Hà Giang lại đón một lượng du khách đến với vùng cao để thưởng hoa. Những tour ngắm hoa kiểu này thường được thiết kế ngắn ngày, phù hợp với điều kiện thời gian và tài chính của những du khách trẻ tuổi. Lên Hà Giang mùa hoa đào nở, du khách không chỉ có cơ hội thưởng thức bức tranh mùa xuân vùng cao rực rỡ, mà còn có cơ hội tìm hiểu những lễ hội mùa xuân độc đáo của đồng bào các dân tộc vùng cao. Tôi đến phố Cáo đúng lúc nơi đây đang diễn ra phiên chợ mùa xuân. Nằm ngay bên quốc lộ 4C, chợ phố Cáo không chỉ là nơi mua bán hàng hóa, sản vật địa phương mà còn là nơi sinh hoạt giao lưu văn hóa giữa 17 dân tộc anh em sinh sống trong địa bàn xã biên giới này. Chợ họp từ mờ sáng và bởi nằm ở điệp nút vùng cao, do vậy chợ quanh năm thường chìm trong sương mù. Khác với các phiên chợ khác, thường họp vào thứ Bảy hay Chủ nhật, chợ phiên phố Cáo là một phiên chợ lùi, nghĩa là chợ họp luôn phiên ngược lại các ngày trong tuần. Ví như tuần này chợ họp vào Chủ nhật thì tuần sau sẽ họp vào thứ Bảy, tuần tiếp theo sẽ họp vào thứ Sáu, tuần sau nữa sẽ họp vào thứ Năm, cứ như vậy. Phiên chợ phố Cáo mùa xuân dường như đông vui tấp nập hơn thường nhật. Chợ xuân nên hàng hóa cũng đa dạng, phong phú hơn thường ngày. Thuộc địa phận huyện Quảng Bạ, tỉnh Hà Giang, du khách tới đây có nhiều dịp chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật của tạo hóa ban tặng cho vùng đất này. Dưới những núi đá chập trùng và ruộng bậc thang nổi lên hai trái núi có hình dạng như trái đầu tiên khiến du khách không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp kỳ vĩ của tạo hóa được gắn với truyền thuyết núi Cô Tiên rất thi vị. Với vị thế đẹp, thời tiết trong lành của vùng cao, núi đôi Quản Bạ đang dần trở thành khu du lịch nghỉ dưỡng hấp dẫn nhất của tỉnh Hà Giang. Cứ đến mùa xuân là bà con lại nô nức ngóng trông đến lễ hội Gầu Tàu. Đây là lễ hội cầu phúc mùa xuân của đồng bào Mông ở vùng cao Hà Giang, thường diễn ra trong khoảng từ mùng 1 đến 15 tháng Giêng âm lịch. Lễ hội Gầu Tàu là một sinh hoạt tín ngưỡng thể hiện rõ nét đặc trưng văn hóa của đồng bào Mông thông qua các sinh hoạt cộng đồng. Vào phần lễ,
Thầy cúng trồng một cây nêu ở nơi cao nhất trong làng, trên thân có rắn xí đỏ. Thầy cúng chuẩn bị một mâm cơm cúng, mời tổ tiên và các thần phù hộ về để cảm tạ đất trời đã ban cho một năm ấm no, mọi thành viên trong nhà đều khỏe mạnh. Sau khi làm xong các thủ tục quan trọng, mọi người tụ tập ra bãi mở hội. Khắp bãi dựng thêm nhiều lều lợp lá cây cho người già ăn uống chúc tụng. Bãi bằng nhất được dọn ra để tổ chức các trò chơi dân gian lý thú. Cao nguyên đá Đồng Văn là một trong những vùng núi đá vôi đặc biệt, chứa đựng những dấu ấn tiêu biểu về lịch sử phát triển của quả trái đất. Những hiện tượng tự nhiên, cảnh quan đặc sắc về thẩm mỹ, tính đa dạng sinh học cao và truyền thống văn hóa lâu đời cùng cộng đồng dân cư bản địa. Đồng xanh gió dù êm và mây nắng bước chân em về từ khi có anh. Thưa quý vị và các bạn, phải mất 45 phút di chuyển từ đèo Bắc Sum thì đoàn làm phim của chúng tôi đó chính là cổng trời Quản Bạ. Và điều đầu tiên khi nhận thấy đặt chân tại địa điểm này thì đó là một không khí rất là thoáng mát và đầy sức sống, nơi giao thoa giữa trời và đất. Có thể nói rằng nếu mà nói một cách ví von thì nhiều người cho rằng đây là bức tranh thủy mặc rất đẹp giữa lòng của trời và đất. Và thật tiếc nếu như ai đặt chân tới Hà Giang mà không đến cổng trời Quản Bạ thì chuyến du lịch của tất cả quý vị và các bạn dường như chưa trọn vẹn. Thời tiết hôm nay không có nắng, lại rất nhiều sương mù. Tuy nhiên khi đặt chân tới đây nhìn cảnh nước non hùng vĩ như thế này, nó một cách ví von là mây vần núi, núi vần mây, thì mọi khó khăn của chúng tôi dường như tan biến. Nó khơi dậy cho chúng tôi một nguồn cảm hứng tiếp tục khám phá và chinh phục mảnh đất đầy thú vị này. Đi hội cầu tàu, các cô gái chọn cho mình những bộ váy đẹp nhất để trưng diện. Bộ váy rực rỡ sắc màu, những lời nói nụ cười xuyên cùng với những tiếng khen điêu luyện đầy quyến luyến. Cũng từ những lễ hội như thế này mà có nhiều đôi trai gái nên vợ nên chồng, tiếng khen lời hẹn ước đắm say. Rượu ngô anh uống khen anh thổi, váy hoa em múa hòa sắc xuân. Với đồng bào Mông, sau một năm lạp mùa vất vả, thu hoạch xong cũng là vừa đến dịp năm hết xuân về. Đón xuân không thể thiếu tiếng khèn. Mùa giò. Gọi xem chơi. Cháu là không mùa giò, cháu không mùa. Bắp tê. Ôi, để cháu có bắp cải mùa này chú. 5.000 nhá. Cũng 5.000. Ôi, chú thấy mùa này có bắp cải à? Không, cháu không ạ. Là 5.000 mới rồi. Mất đi rồi. Hết rồi. Đấy, xuống là mua hết hàng của cô luôn. Đầu trời có sao chiều sao sớm, đầu núi kia có ở hai người, dù đi cùng trời dù đi khắp núi, trời chỉ có sao sớm sao chiều, núi chỉ có hai người yêu nhau. Nhất là trong những ngày hội xuân, tiếng khèn vang lên như lời tự tình đắm say thiết tha, kể lại câu chuyện ngàn đời, như gió rừng vẫn reo, suối vẫn hát tựa muôn đời này, làm thổn thức bao trái tim người. Từ xa xưa, tiếng khèn là món ăn tinh thần, là bản sắc của đồng bào Mông ở vùng cao. Tiếng khèn là điều giao ước và người ta nhận ra nhau qua tiếng khèn. Người xưa kể lại rằng đó là trai người Hơ Mông thì khi biết cầm con dao cái cuốc lao động trên nương trên dãy cũng là lúc họ biết cầm khèn. Nhờ tiếng khèn, những chàng trai Mông tìm được người bạn đời. Tiếng khèn gọi bạn đầy, thay cho lời mời gọi trao duyên của những đôi tình nhân hò hẹn. Những điệu múa khèn tập thể của những chàng trai trước những cô gái để kém bạn tình, hòa trong tiết xuân của núi rừng đại ngàn, ngọt ngào, thanh khiết, tự tại, hồn nhiên biết bao. Ngày nay, những nghệ nhân nổi tiếng về làm khèn Mông tập trung ở các xã Hố Quáng Phìn, Sùng Trái và Vần Trải, huyện Đồng Văn. Chúng tôi tìm đến gặp ông Mua Xính Pó, người đã mấy chục năm nay gửi gắm cả lòng mình, đời mình với những chiếc khèn. Theo ông, muốn có một cây khèn mang đúng những âm thanh của người Mông bao đời nay, người Mông làm khèn hoàn toàn bằng những kinh nghiệm cha truyền con nối.
nghề làm khèn cũng lắm công phu. Cây gỗ kim dao để làm thân khèn, dây rừng để buộc chết trên thân khèn phải mua tận Yên Minh, cách nơi ông ở những hai cày đường. Ai về thăm quê hương tôi nơi biên cương là đây, có rừng cây thiên nhiên xanh biếc một màu. Đây Hà Giang, đây Hà Giang quê chúng tôi. Gỗ vùng cao về xuôi xây đời mới, thắm tình giữa miền xuôi với miền ngược. Có ai về khơi theo nguồn hàng, mời lên thăm đây Hà Giang. Ôi đẹp sao đây vùng cao quê tôi đang đổi mới. Này qua vùng cao đem tới miền xuôi, để trẻ quê tôi vui những ngày hẹn hò. Hà Giang mến yêu ơi, Hà Giang mến yêu của tôi. Ai về thăm quê hương tôi nơi biên cương là đây, có đường đi lên mây lên tới cổng trời. Đây Hà Giang, đây Hà Giang quê chúng tôi. Khắp vùng cao giờ đang thay đổi mới, những nhà máy lại vang tiếng còi tầm, tiếng nhạc ngựa đi theo nguồn hàng về yên miền vui chợ phiên. Ôi đẹp sao đây Hà Giang quê tôi đang đổi mới. Điền về muôn nơi vui tiếng trẻ thơ, kia cầu thanh niên cho những ngày hẹn hò. Hà Giang mến yêu ơi, Hà Giang mến yêu của tôi. Mỗi cái một cái túi chứ. Bao nhiêu cái? 6 nghìn. 6 nghìn. Anh cái nữa. Có muối vừng nè, đầy. Ngon lắm. Đánh khúc nóng. Quá mà. Lúc bắt cái loại. Chọn trúc làm khèn cũng lắm công phu. Không phải cây nào, đoạn nào cũng dùng được vào khèn. Có khi cả cây trúc chỉ lấy được một đoạn ưng ý, và cũng không ít khi đắn cả cây xuống rồi chẳng dùng được đoạn nào. Hiện nay, người con cả của ông là anh Mua Vạn Tùa đã theo được nghề cha, làm khèn cung cấp cho cả vùng. Về cấu tạo, khèn gồm có hai bộ phận là thân khèn và ống khèn. Thân khèn làm bằng gỗ pơ mu dài khoảng 70 cm, khoan lỗ bên trong có lưỡi gà bằng đồng để tạo ra âm thanh. Ống khèn là bộ phận điều chỉnh và trực tiếp phát ra âm thanh, gồm 6 ống tre có độ lớn nhỏ và dài ngắn khác nhau. Khác với nhiều nhạc cụ dân tộc, âm thanh của khèn là đa thanh. Khi thổi ra, hít vào, tất cả các ống đều phát ra âm cùng lúc, cao vút trong trẻo, trầm vọng da diết. Bởi lẽ đó mà khèn thay cho lời tự tình sao xuyên của người trai Mông. Khèn là nhịp thở của con tim, thay lời nói lên tâm tình. Trong hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, tục thờ mẫu chỉ có ở Việt Nam. Vì sao người dân Việt lại thờ mẫu, tức thờ mẹ? Mẹ đây không chỉ là người sinh ra dân tộc, mà còn là những nguồn sống nuôi dưỡng cả một dân tộc. Chúng ta hãy quan sát các điện thờ để cùng nhau lý giải xuất xứ của tục thờ này. Thank you.
trong đời sống tâm linh của con người Việt Nam đã từng tồn tại rất nhiều hình thức tôn giáo tín ngưỡng khác nhau. Trước hết là các tín ngưỡng, các tục thờ mang tính bản địa như thờ cúng tổ tiên, thờ thành hoàng làng ở các làng xã. Các tôn giáo du nhập từ bên ngoài như Phật giáo, Khổng giáo, Lão giáo, người Việt Nam đã du nhập các tín ngưỡng tôn giáo khác nhau trên cơ sở là sự phù hợp với nền tảng đạo đức, nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Các tôn giáo du nhập đã thích ứng với đời sống tâm linh người dân Việt, nên xu hướng dân gian hóa các tôn giáo là hiện tượng dễ thấy. Nó khai thác các mặt đạo lý, cách ứng xử giữa con người với con người. Thoát thai từ đạo thờ thần, đạo mẫu với tư cách là một biến thể của đạo giáo Việt Nam đã và đang thâm nhập và ảnh hưởng giao thoa với các tín ngưỡng tôn giáo khác, đặc biệt là với đạo Phật. Trong quá trình tín ngưỡng thờ Phật du nhập vào nước ta, các bộ phận quan trọng của tín ngưỡng này đã phát triển theo khuynh hướng dân gian hóa giữa tín ngưỡng thờ Phật và tín ngưỡng thờ mẫu. Điều dễ nhận biết nhất là ở hầu hết các ngôi chùa hiện nay ở nông thôn đều có điện thờ mẫu. Trong đó, phổ biến nhất là dạng tiền Phật hậu mẫu. Người ta đi chùa vừa để lễ Phật, vừa để cúng mẫu. Nhiều khi điện mẫu đã tạo nên không khí ấm cúng, gần gũi, nhộn nhịp hơn cho các ngôi chùa làng. Không chỉ có con đường các điện mẫu đi vào chùa, mà còn có con đường ngược lại, Phật đi vào đền, phủ thờ mẫu. Trong điện thần cũng như cách thức phối tự ở các ngôi đền, phủ, ta đều thấy sự hiện diện của Phật, mà đại diện cao nhất là Phật Bà Quan Âm cứu khổ cứu nạn cho chúng sinh. Cũng cần phải nhấn mạnh rằng Quan Âm trong Phật giáo Ấn Độ vốn là một nam thần, nhưng khi qua Trung Quốc vào nước ta đã bị nữ thần hóa, thậm chí mẫu hóa để trở thành Quan Âm Thánh Mẫu trong tín ngưỡng thờ mẫu Việt Nam. Người chơi khèn giỏi không chỉ biết thổi mà còn phải biết múa khèn. Động tác múa của khèn rất đa dạng, múa nhảy đưa chân, quay đổi chỗ, quay tại chỗ, vờn khèn, lăn nghiêng, lăn ngửa, múa ngồi xổm. Vũ điệu và âm thanh hòa quyện với nhau tạo thành một bài biểu diễn hoàn chỉnh. Muốn trở thành một người thổi khèn giỏi, người con trai Hợp Mông phải tập khèn từ 13, 14 tuổi để có thân hình mềm dẻo, nhịp nhàng. Quan trọng hơn cả là rèn khí để hơi được sâu, được dài. Động tác có nhất khi múa khèn là vừa ôm khèn, vừa lăn mình, nhảy điệu đá gà, đá ngựa mà tiếng khèn vẫn không dứt. Để biểu diễn được những động tác này với khoảng trên dưới 30 khúc nhạc, đòi hỏi người chơi phải mất rất nhiều công tập luyện và không phải ai cũng có thể làm được. Tiếng khèn, men rượu, tình người đưa những buổi hội xuân đến thăng hoa. Âm thanh của khèn toát lên niềm đam mê, tự tại trong đời sống tinh thần của đồng bào Mông nơi vùng cao biên giới. Bức tranh mùa xuân vùng cao cực Bắc Tổ quốc sẽ không thể vẹn tròn nếu không nhắc đến sắc xanh trên áo những chiến sĩ bộ đội biên phòng. Tỉnh Hà Giang có đường biên giới với Trung Quốc dài 277 km, quản lý 442 cột mốc, có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Khu vực biên giới Hà Giang có cấu trúc địa hình tương đối phức tạp, độ chia cắt lớn. Lại đứa nhà hàng rồi đúng không? Hôm nọ mới chào rồi, hôm nay lại gặp lại rồi. Lần sau lên là biết quán này là không bị nhầm hàng hết rồi. Nhầm làm sao được, mà đây quá dễ nhận. Thế mà hôm mấy làm có nước kẹt. Bà cháu nó pha thì nó chả, chả cô ấy. Chả cô ấy. Có tổng số 343 thôn bản, trong đó 122 thôn bản của 7 huyện biên giới giáp với 4 huyện Mã Quan, Malifor, Phú Ninh, Châu Vân Sơn, tỉnh Vân Nam và huyện Napo, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Có 9 cửa khẩu tiểu ngạch và 1 cửa khẩu quốc gia, 12 đồn biên phòng đóng trên địa bàn. Lịch sử miền đá địa đầu Tổ quốc đầy bi thương nhưng cũng đầy oai hùng trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, gìn giữ bờ cõi biên cương
và xây dựng cuộc sống mới. Với địa bàn mang tính đặc thù như vậy, các cán bộ chiến sĩ biên phòng Hà Giang phải ngày đêm bám trụ và nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bên cạnh đảm bảo nhiệm vụ bảo vệ tốt đường biên, mốc giới, cán bộ chiến sĩ biên phòng Hà Giang còn thường xuyên giúp đỡ đồng bào phát triển sản xuất, tuyên truyền, vận động nhân dân ăn ở, hợp vệ sinh, phòng chống dịch bệnh, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Những ngày qua, không khí xuân cũng tràn ngập đồn biên phòng Lũng Cú. Dù phải xa gia đình đón xuân nơi biên thủy, nhưng cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Lũng Cú vẫn vững tâm thế sẵn sàng, vui xuân mới, không quên nhiệm vụ. Xây dựng hoàn chỉnh kế hoạch bảo vệ trị an trong những ngày Tết để bà con vùng biên đón một mùa xuân yên bình, hạnh phúc. Trong những ngày cuối năm vừa qua, tại chân cột cờ Lũng Cú cũng đã diễn ra buổi gặp gỡ cuối năm thân tình giữa lãnh đạo Bộ Tư lệnh Biên phòng cùng các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Lũng Cú và bà con nhân dân. Đây là dịp để các chiến sĩ biên phòng Lũng Cú và bà con các dân tộc vùng cao cùng ngồi lại chia sẻ với nhau niềm vui và không khí mùa xuân rộn ràng trong thời khắc thiêng liêng đất trời chuyển giao sang năm mới. Và chính sự quan tâm, khích lệ kịp thời của lãnh đạo Bộ đội Biên phòng cùng tình cảm ấm áp của bà con đã trở thành niềm động viên to lớn giúp các cán bộ chiến sĩ phần nào khuây khỏa đi nỗi nhớ nhà. Để các anh có thêm sức mạnh, vững vàng tay súng nơi tuyến đầu Tổ quốc. Mây vườn vườn đỉnh núi lên cao nguyên, gió vi vu tranh vênh đường dốc đèo quanh co, xanh nương ngô đã lô nhô thắp thoáng non cao má pì lèn, vách đá treo leo nhạc ngựa reo cùng trời bao la, nơi biên cương cực bắc thân thương giữa đa căn đồng vẫn nẻo vàng vẫn thắm rừng đại ngàn muôn màu xanh, màu xanh sinh sôi những chàng trai cô gái trên đường như hoa rừng đẹp dây giữa bàn mường hoa dầu dài to sương. Hà Giang của tôi ơi, bản tình ca chưa chan trong tôi như dòng sông nhỏ quê biên xanh dâng cho đời nguồn nước mát chân lành. Mọi hành trình đều có hồi kết thúc. Và chúng tôi, những người làm phim này đã đến lúc phải tạm biệt Đồng Văn. Tạm biệt một vùng đất lạ kỳ nơi địa đầu Tổ quốc. Vùng đất mà mỗi bước ta đi bắt gặp một vùng cổ tích cứ mênh mang, vô tận, vô bờ. Ánh hoàng hôn cuối ngày đang tắt dần nơi rặng núi phía xa. Thành phố miền biên ải còn ẩn giấu bao nhiêu kỳ thú trong lòng. Khắp nước non mình, đâu cũng đẹp như tranh. Tạm biệt Hà Giang, tạm biệt vùng cao nguyên bình dị cuối trời Bắc. Chúng tôi, ekip thực hiện chương trình ra về, mang trong mình những tâm trạng bồi hồi sao xuyến. Thêm chút nhớ nhung đầy vơi về mảnh đất hiền hòa hiếu khách nơi đây. Tạm biệt Hà Giang, tạm biệt chợ viên Đồng Văn với những nét văn hóa. Tạm biệt ngôi nhà trình tường với lối kiến trúc truyền thống của người Mông. Tạm biệt tiếng khèn gọi bạn giữa núi rừng thiên nhiên hùng vĩ. Chúng tôi hy vọng sau khi xem chương trình, trong mỗi quý vị và các bạn sẽ dành riêng cho mình những cảm nhận, những cảm xúc về Hà Giang. Tiếp theo xin mời quý vị và các bạn đón xem những chuyến hành trình lý thú
với những địa danh hấp dẫn trên dải đất hình chữ S vô cùng xinh đẹp của chúng ta, để được lại cùng nhau khám phá, trải nghiệm và chinh phục. Thiên nhiên hào phóng đem đến cho Hà Giang nhiều cảnh đẹp, vừa thô sơ vừa bí ẩn, vừa kỳ vĩ lại vừa thơ mộng. Song hơn nữa, Hà Giang là địa bàn cư trú của 17 dân tộc anh em, nên tài nguyên du lịch văn hóa nhân văn trên vùng đất này cũng rất đa dạng phong phú. Với nhiều bản làng văn hóa với sắc thái riêng, độc đáo, Hà Giang đã có một kho tàng vô giá để phát triển các loại hình du lịch theo tuyến, theo tour, nhất là du lịch cộng đồng. Có thể nói, với những di sản địa chất, di sản văn hóa lịch sử quý báu nằm trong cao nguyên đá mà ít nơi nào có được, sẽ tạo nên một diện mạo đầy sức hấp dẫn để du khách trong và ngoài nước tìm đến với công viên địa chất toàn cầu Đồng Văn. Đây là cơ hội đưa khát vọng biến đá thành nguồn thu nhập chính từ bao đời nay của đồng bào thành hiện thực. Tạm biệt Hà Giang, tạm biệt vùng cao nguyên bình dị cuối trời Bắc. Chúng tôi, ekip thực hiện chương trình ra về, mang trong mình những tâm trạng bồi hồi sau chuyến. Thêm chút nhớ nhung đầy vơi về mảnh đất hiền hòa hiếu khách nơi đây. Tạm biệt Hà Giang, tạm biệt chợ phiên Đồng Văn với những nét văn hóa. Tạm biệt ngôi nhà trình tường với lối kiến trúc truyền thống của người Mông. Tạm biệt tiếng khèn gọi bạn giữa núi rừng thiên nhiên hùng vĩ. Chúng tôi hy vọng sau khi xem chương trình, trong mỗi quý vị và các bạn sẽ dành riêng cho mình những cảm nhận, những cảm xúc về Hà Giang.
Tiếp theo xin mời quý vị các bạn đón xem những chuyến hành trình lý thú với những địa danh hấp dẫn trên giải đất hình chữ S vô cùng xinh đẹp của chúng ta. Tôi là tôi ghê nhờ nửa đời xa quê nay lại về bên cũ người xưa. Nam Định mình ơi, hoa xoan rơi trắng đường quê, nhớ đêm hội chèo, nhớ chợ viếng mồng tám, nhớ nắng biển quê, nhớ mùa lúa chín vàng. Nam Định mình ơi, nôn nao nỗi nhớ nghe tiếng còi tầm, chia tay đêm vì duyên, mưa giăng đầy phố nhỏ, hãy đợi người đi xa nơi bến xưa. Chợt nghe câu hát văn ao làng, hồi nhớ chuyện ngày xưa ai nói rằng có cô thắt dài lưng xanh theo anh về Nam Định cùng dệt lụa ươm tơ. Đám cưới trăm chiếc thuyền nan ấy bồng bềnh qua bến đò qua. Bâng khuâng nghe tiếng nguyệt cầm lắng đọng vần thơ cháy lòng. Nam Định, Nam Định